À, ví dụ như anh tìm bên này 0.3 mà bên này 0.3 để cho nó ra cái khóe nhiều thì cái filler nó chỉ còn có 0.4. 0.4 thì bắt đầu sẽ chia ra. Mà có nhiều người anh tìm filler thường thường là một cc, có người tìm 2 cc bình thường. Ừ, mới đẹp được á. Rồi ví dụ như anh muốn cho cái màu bé này này, thường thường những đứa mà trẻ trẻ như thế này này sẽ có hơi một cái hai cục hai bên vậy này. Rồi anh sẽ chia ra một đường giữa đúng không? Ví dụ ở đây anh không cần đo khuôn môi nữa, nhưng mà lúc này anh sẽ làm ở đây một một đường đi, ở đây cũng một đường, anh ước lượng thôi. Thì ở đây anh sẽ đâm thẳng lên, anh đâm cái kim tới đây thôi, cái kim anh đâm nó sẽ tới đây thôi, và tới đây anh sẽ rẽ quạt ra một đường, đây là một đường. Ví dụ đây là 0.1, 0.1, 0.1 gì đó, hay là 0.5, 0.5, 0.5. Vì nhiều người người ta tiêm á nó bị cục là do có thể là mình đâm cái kim nó bị dài vào tới đây luôn, sâu quá. Cái bắt đầu filler nó bị nhô ra phần này, nó bị nhô ra cái phần này, cái cuối cùng nó làm cái phần này nó nhô ra vốn cục. Nó không được đẹp, nó không có mềm mại á. Phí phạm filler nữa. Rồi anh sẽ làm đây 2 điểm nhô. Nếu có những khách hàng anh sẽ tìm từ đây, anh sẽ lấy từ đây, anh sẽ rải, anh rải ra đây một đường để cho nó tạo một cái độ mịn, cái da nhăn môi á nó không còn nhăn. Bên này cũng vậy, anh sẽ tải ra một đường. Rồi bắt đầu đưa cái hộp này. Cái rải môi thì nó cần cái kỹ thuật rải chuẩn, tại không chọn là nó không đẹp. Nhưng mà là miếng giấy mày đứng lên. Trước khi tiêm thì mình rải ra trước một lượng filler để mình test. Tại sao nhiều nơi người ta tiêm môi nó bị vón cục? Lý do là mình tiêm nó nhiều, nó không đều. Ví dụ như có nhiều bạn đi, em tiêm môi em đâm vào đây, vô tình em đẩy đây một cục, em đẩy mạnh tay, cuối cùng bên này em tiêm ra em đẩy nhẹ tay, cuối cùng bên cục to cục nhỏ, nó không có đều. Đúng không? Nó đã không đều rồi thì thôi. Giấy khô á, nha anh, giấy khô. Thì nó là do mình tiêm chứ không phải là do khách hàng. Đúng không? Còn nếu như mà ví dụ như đây là hiện tại filler ở đây nè, anh không xác định được nè, anh không nhìn thấy được nó ở dưới này là bao nhiêu. Nó không nhìn được. Thì bây giờ anh trước tiên là anh sẽ rải ra 2 đường này, anh rải theo cảm giác đã. Anh rải đây cho một lừa vực, một cái lực tay. Ví dụ này, đây là đâm vào, anh cứ tưởng tượng đây là đâm vào đây. Đây anh đâm vào này, anh sẽ kéo tỳ da về sau một tí, anh đâm vào. Rồi anh bật bóp, anh rải filler. Khi mà cái lực của anh đều tay bên này á thì bên này nó ra nó cũng như thế. Đấy là nó đều. Còn nếu như bên này anh đang rải như vậy mà bên kia anh rải vậy nè, anh rải mỏng lét vậy á, thì cái lực tay nó hay, nó cũng là một đường rải nhưng mà cái lực tay á nó không đều thì nó sẽ không có đẹp. Thì bên này vô tình nó nhô hơn cái bên này nó không nhô. Hiểu không Tòa? Đấy. Thì bởi vậy khi mình rải lực tay mình phải tập cái cảm giác. Tập ấy. Rải nó đã đều như vậy thì hai bên nó căng nhau. Rồi hiện tại là bắt đầu anh tiêm thật nè. Anh sẽ chia ra từ đây tới đây, anh sẽ chia ra làm hai. Bên này đường, bên này đường ha. Để cho tới một cái đường gạch này để cho anh xác định rõ, rồi bắt đầu anh mới tiêm một điểm khác. À, kéo tay da về sau một tí. Đấy, không đâm sâu quá, không nông quá, vừa rồi. Rồi bắt đầu anh sẽ rải. Đấy. Không, cứ anh trừ là bên này đường là vừa, là đều.
tầm 0.5 thôi anh. Ừ, 0.5, cỡ 0.5. Thì như vậy là không có sợ bị bóng cục ha. Đều. Nó mịn môi, nó không có bị bóng cục đâu, không được cái sợ. Mình tiêm xong thường thường mình hay cầm này mình massage. Tại vì khi mình tiêm xong mình massage liền thì nó mịn, đừng có để nó đông lại rồi massage. Như nãy em tiêm cái mũi xong em massage liền em thấy rất là đẹp không? Nó tán nó mịn ra. Rồi bây giờ. Ví dụ à. Đây anh để thẳng lên đúng không? Bây giờ anh đưa lên nè. Đạp tới đi thẳng vô, đừng có đi lúc kim nha, tới đây thôi. Rồi bắt đầu anh sẽ bóp là 0.5. Đấy, đúng 0.5 rồi đấy. Rồi anh lắc qua. Lắc qua tới rồi. Rồi anh cũng 0.5 tiếp, kẻ nó không sao. Đấy, anh lắc theo cái hình cái cánh quạt anh tẻ ra. Rồi anh dừng lại. Rồi anh lái qua bên này. Rồi dừng. Đấy, thì nó đều tưng vậy đó. Rồi tới bên này. Không, bên này anh tè xuống này. Bên này chưa có đúng không? Đó. Ok. Đó, bên này cũng vậy, không được đêm kim sau. Vừa thôi. Đó, dừng. Rút ra lại. Đó. Mình khống chế được nó phải không? Rồi xong, rút ra. À, hai bên căng nhau đúng không? Ừ. Rồi bắt đầu anh sẽ tiến hành lên cái phần khóe ở trên. Đó, như hồi nãy anh nói, anh có thể dùng kỹ thuật này. Từ đây, anh móc cái màu lên, anh tiêm xuống rễ cánh quạt 1, 2, 3. Bên này cũng vậy, 1, 2, 3. Hoặc là anh có thể tiêm từ đây tiêm xuống. À. Anh tiêm xuống bây giờ sẽ nhìn ví dụ 0.5, 0.5, 0.5 hay là 0.1, anh chia ra. Mình có cái mắt sao? Lấy cái mắt sao. Mà em để vào giữa rồi rồi thấy nhanh. Ở đây nè. Đúng rồi. Để mạnh xuống tính. Mũi kim sẽ luôn hướng về cái hướng anh tim này. Rồi, này, ví dụ nè. 1 nè. Rút ra 2. Rút ra 3. Rút ra. Nhưng mà trong quá trình mình tim này 1 nè. Mình tim tới đây là mình vừa hai phần thôi. Tại vì nếu như đâm sau quấn lỏng da. Bắt đầu tim. Đây, 1. À, mình hơi nảy kim ra tí. Rồi, nhìn nè. Một gì? Không, 0.5 thôi. Em muốn 0.1 á thì cũng được. Nhưng mà bây giờ anh đang dạy anh ghi kỹ. Rút ra. Xoay hướng. Không chấm năm. Rút ra. Xoay hướng á. À. 0 rút hẳn kim ra mà phải. Ừ, đúng rồi, em không cần rút. Rồi, xong rồi mình mới thả ra, xong rồi đó, đó. Anh mới cầm cái môi lên. Anh hơi nắng ngược về sau tí. Anh hơi bẻ ngược về sau tí. Ừ, hơi bẻ hơi cầm tí. Cho nó cái khóe hơi cầm tí á. Ví dụ như em tiêm nhiều thì nó cong nhiều, em tiêm ít nó cong ít. Như vậy thôi. Rồi tới bên kia. Tới bên này. Mấy như vậy luôn. Rồi, cái máy massage. Để gần đây tính.
Rồi. Đừng có tay dao quá, tao lắm đây. Rồi, nó không có lúc kim nè. Hai. Rút ra. Ba. Đó, hiện tại anh đang tiêm còn 0.5cc nè. Nè, còn đúng y 0.5 này không? Ừ. Bắt đầu em chia tiếp. Đang xem thì cứ từ từ vậy đó. Cứ đang từ từ vậy đó. Ví dụ như hồi nãy anh đâm xuống đài rồi đúng không? Thì ừ, như cái nãy anh nói này, cái cánh quạt này nè. Đấy đúng không? Thì anh cũng có thể bẻ kim tí cho nó hơi cầm tí. Để anh tiêm chỗ phần này nó hơi nhô ra nãy là tí nè. Đây. Nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè. Dạ dạ. Đúng không? Không lúc kim. Bây giờ là anh sẽ rải. Anh rải cái đường này cho 0.5. Dừng. 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 Rồi. Đấy. Nhìn này nó hơi tươi lên tí rồi nè. Rồi tôi qua tới bên này. Hơi bẻ kim tí. Giống như em tìm tè vậy đó. Rồi. Đi thẳng vào. Cái này là anh rải nha, anh không để nguyên phải anh đẩy như nữa mà anh rải nha. Anh rải thì vì anh rải cho nó đều ấy. Che điện thoại mắt anh quá. Một đường. Rồi. Rồi xong. Anh nắng nó lên. Đấy anh tẩy cái dưỡng dưỡng gì đó. Để anh bôi. Em thì đâu. Trong túi này. Rồi đưa ra anh bôi, anh sẽ chùi khuôn môi. Đẹp nha. Đây không cười mà thấy cười luôn á. Xinh đẹp mà. Cái trắng trắng gì giữa nãy đúng không? Mát xa đúng không? Cái mát xa. Cái mát xa để anh chùi cái mực này cho anh chuẩn rồi anh sẽ kiểm tra lại. Đưa cho anh nhé. Quá nhiều hả? Rồi bây giờ anh sẽ vệ sinh. Anh vệ sinh xong anh sẽ kiểm tra anh. Rồi còn một tí filler này anh sẽ dùng anh tiêm lại còn lại chỗ những điểm còn lại. Nó khuyết là mình cho vào. Ừ. Đây là khuôn mô trái tim này. Khuôn mô trái tim. Cách tìm màu trái tim. Đẹp. Ừ.
bay đẹp lắm. Vào form nó đẹp nữa. Lái tim này. Rồi bây giờ anh sẽ chia bên này 0.5, bên này 0.5 trước nữa này. Tôi sẽ anh sẽ rải đường giữa. Hồi nãy á là anh rải 1 2 3 xương cá. Bây giờ anh sẽ rải đây đường ngang một đường để cho nó một cái sự chằng ép mềm mại á. Ví dụ em không thấy thì anh có thể vải không cần thôi cũng được. Đi năm ngang luôn. Cứ từ đây xuống đây. Dạ. Thì cứ lùi cái kim về lại. Cách khoảng cách này tí đi. Yeah. Khoảng cách này tí. Tại vì ở đây mình sẽ cho nó một cái điểm hơi gãy một tí. Để cho có độ Barbie tí này. Đó, anh sẽ đem tới đây. Là cái kim anh từ đây tới đây, anh ước lượng này. Yeah. Là anh sẽ đâm tới đây. Căng da này tí. Rồi. Đâm thẳng vào. Đấy, 0.5. 0.5. Đấy, y 0.5 là hết. Đấy, là mâu khách hàng nó không có bị vốn cục. Anh có thể đứng đây, anh tiêm luôn qua, từ đây qua đây cũng được. Rồi, chúng xong rồi. Đấy, 0.5 tiếp nha. Đây, anh tiêm rất là mềm mại. Cái này mà xương cá mình lên cái quạt mình là mình không rải à? Mình chỉ tiêm vào thôi à? Cái khóe cười á? Ờ. Mình sẽ tiêm thẳng vào thôi, mình không rải. Cái điểm đầu thì em rải, cái điểm đầu thì không cần rải. Không rải. Tại vì mới đưa vào thì cho nó cục nó nằm để nó tạo cái độ nhiều đã. Dạ. Và đường thứ hai là rải để cho nó hơi mềm. Vâng. Nhưng mà em cũng có thể không rải cũng được. Em tiêm nhiều em sẽ có kinh nghiệm. Tại vì bản chất anh tiêm có 0.5. Rất là ít. Trong quá trình mình tiêm, ví dụ như nó có hơi chảy máu một tí, thì đứng dậm nhẹ một tí là nó hết. Anh sẽ tìm cái bé này một tí cho màu nhẹ thôi. Nhẹ thôi, không cần nhiều. Chỗ này hơi cảm giác em nhé. Em thật lòng đi. Rồi ok, một cái đường này nữa xong. Không phải 5. Hay không phải 0.25. Anh để im như vậy là rút ra luôn. Rút cảm giác nhẹ thôi. Anh làm một đường nhẹ nữa. Nói chung nhẹ thôi, đừng có nhiều. Thà nó ít, thiếu em thì đấy, em thấy nó nhọn đều không? Không. Vâng. Tại vì thà nó ít. Hả? Ừ, kênh YouTube của anh. Bóp cho. Anh thấy không? Nó nhọn như vậy nè. Thì em thấy anh rải rất đơn giản. Nhưng mà cái cháu nó đẹp hay không là ở cái cháu này. Ừ. Đẹp tự nhiên ý, yêu ngó. Ừ. Nhìn nó ác hay nhìn nó dữ như kiểu mấy cái môi. Nó không phải là môi mắt đa. Ừ. Đấy. Tại vì có nhiều bạn tiêm cái chỗ này, cái cháu này nó nhọn xuống ở đây. Xấu lắm luôn đi. Nó nhọn hắt xuống luôn. Ừ đúng rồi. Nó không được đẹp, à. Mắt đấm mỹ. Yeah. Đấy, cuối cùng bây giờ còn dư tí filler ở đây. Thì anh sẽ tiêm cho cái phần môi này nó ra tí. Chỗ này còn hơi nhăn này nó. Ừ. Hơi nhăn. Thì anh sẽ làm tí cho nó hết hai bên. Chia ra hai bên đó là hết rồi đó. Bên này đường là xong. Kết thúc quá trình tiêm. Đây. Rồi. Anh luôn nhìn về cái cách đường rải của anh. Đây là đường tiêm cuối cùng nha bé. Đây là đường tiêm cuối cùng. Nãy em còn mới massage đi cho.
Vào sang mét rồi. Chị Nguyễn Sơn, cho con mai cho coi. Được rồi. Đó, mai đi học vậy. Rồi, xong rồi. Ít cú thôi, thẳng luôn rồi. Xong rồi em gái. Rồi. Dành chùi sạch ra. Này, còn mắt của người ta làm mắt nữa. Tí nữa. Đây là cách tiêm môi trái tim chuẩn. Môi thì có nhiều khuôn. Ừ. Nói chung tiêm môi là cần chút tư duy sáng tạo thế là được. Nhà ơi đừng có quay nhá. Ai quay? Em anh che mặt lại rồi không ai thấy đâu. Không ai thấy đâu. Ừ. Em chỉ còn lôi cái môi thôi, không ai biết em đâu. Ừ, lôi cái môi đó không ai thấy đâu. Yên tâm. Học sinh lớp mấy? 11 hay 12? 12. À 12. Sự ung sự thầy giáo cô giáo. Ừ. Mà thầy giáo cô giáo mà nói nó đến đây anh tìm cho luôn. Đói bụng không Phiên ạ? À? Cái khóe cười anh tìm tự nhiên hay? Đói bụng không? Ừ, anh tìm, bay, anh bay, tìm bay, tự bay. Nhiên thôi. Nó vừa thôi. Không đoán. Cũng không, em thả lỏng cái môi. Cũng không nên tìm nhiều quá. À vừa thôi. 0,5 là tùy thôi, nếu như khách hàng nào muốn cong nữa thì mình đưa filler bạn ấy vào, nó sẽ cong như thế này. Đây nó sẽ cong. Thì nó phải cần thêm filler. Bây giờ anh chỉ có 1 cc. Một cái cười là 0,05 3 rậy. Ừ. 1,5 là 3. Ghi sổ lại, không nhớ ghi sổ lại. Rồi em lấy son em bôi đi. Em nữ em biết bôi em bôi đi. Em con gái mà. Bôi cho em gái đẹp tí. Xong rồi cái đưa kiến cho em bé xem. Cái này nó hồng lên tự nhiên ấy. Son này nó bóng bóng nó hồng hồng lên. Ừ. Này là dưỡng không? Vừa dưỡng vừa hồng. Vừa hồng môi. Và nữa, về nhà uống nước nhiều vào nha em. Một tuần đầu uống nhiều vào. Nó về form lại là đẹp. Cầm chè. Nước như làn phong này là ấy. Uống nước nhiều lên cho nó đẹp hơn nè. Uống nước nhiều lên cho nó hồng. Cho nó đẹp. Cho nó vào form. Thấy, hiểu chứ? Không. Ừ. Kiêng hải sản nói chung là cũng kiêng đồ ăn đồ uống. Chưa. Đẹp đi, họ lấy chồng. Ừ, xinh rồi. Xinh hẳn. Xinh nhờ. Ok, tới em phát like đi. Dạ, ok. Bờ môi gì, xinh xắn. Em coi. Thôi, từ làm gì khác trong đã. Em cười lên xem. Em cười đi. Thôi, thấy chưa, xinh lắm. Đều. Xinh nhờ. Tí nữa cho xem. Cười lên. Cười cũng xinh. Môi của em bây giờ giống như cá ngừ đại dương á. Hoa hậu của cá ngừ đại dương gì á. Đại dương phải lâu. Cái con kia xấu nhỉ. Cái tim môi xấu quá. Phải không? Yến làm đẹp cực á. Em thấy em này em thấy em không cần cười không? Em không cần cười, em để nguyên chi. Em thấy khoe cái em cười chưa? Em là người may mắn nhất đấy. Việt Nam được ăn tim đấy. Không có dễ gì mà ra nghe. Lên Google em tra người tiêm vi đẹp nhất Việt Nam là anh ra anh thôi. Em nghĩ là YouTube em gõ là tim mô filler là anh là top Việt Nam đấy. Được ăn tim là sướng rồi rồi. Top Việt Nam. Tí nữa lấy bé này 20 triệu nha. 20 triệu nha. Thả lòng thôi nha. Thả lòng á. Thôi lòng em. Lên đây, này, màu môi lên đây đẹp, đã mang. Thả lòng. Em lên chim đi. Ok. Bé kia cắt máy chuẩn bị nằm xuống nha. Nguyện ông anh, làm tim môi cho nó rồi mà. Tim môi nữa thôi à, mai cắt à. Mai cắt đi. Để ủ tê chưa, xong ủ tê. Mai cắt đó. Bây giờ cũng một con hồng. Cắt đi, tiêm môi sau cũng được. Rồi ok, xin chào mọi người nha. Hiện tại mình đã tiêm xong dán môi trái tim cho em gái. Mình xin kết thúc livestream nha. Và tiếp tục cho một em gái còn lại. thí sinh này vừa được học trò tiêm mũi. Quay cho mọi người xem cái mũi này. Trời ơi. Đây là dán mũi của học trò mình vừa tiêm xong nha, cho cái nàng ở tại Nghệ An. Đây, rất là xinh. Đây là anh học trò. Hello chào mọi người. Anh có học tiêm mũi là đến anh Mr. Lee nha. Anh Mr. Lee này hết dạy nghề rồi.
Ok, xin chào mọi người nha.